Thưa quý vị, thưa các bạn, sau 30 năm đổi mới, ngành công thương vẫn luôn khẳng định là ngành mũi nhọn, giữ vững vai trò động lực tăng trưởng và đáp ứng kịp thời cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Trong năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song nền kinh tế nước ta đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu và đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của ngành công thương trong năm 2018. Toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch Bộ Công Thương đều thực hiện đạt và vượt mức Quốc hội và Chính phủ giao. Trong đó, điển hình là việc tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư, kinh doanh, triển khai dịch vụ công trực tuyến, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đã rà soát tiến hành bàn giao quyền trách nhiệm đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước đối với các tập đoàn, tổng công ty thuộc diện chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước, bảo đảm quá trình giải quyết công việc liên tục, không bị gián đoạn. Đồng thời, Bộ Công Thương cũng xử lý giải quyết tốt các dự án chậm tiến độ, kém hiệu quả. Sau 30 năm đổi mới, ngành công thương nước ta đã liên tục phát triển, đã thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, một động lực quan trọng sự phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước, đặc biệt là những năm gần đây. Trong giai đoạn hiện nay, công nghiệp và thương mại đã đóng góp đến 80% GDP, 7% thu ngân sách nhà nước. Năm 2018 thì chúng ta đạt được toàn diện các nhiệm vụ được giao. Trong đó tăng trưởng đạt đến 7,08%. Xuất khẩu trừ nhập khẩu là một cái thành tố tăng trưởng. Mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta xuất siêu đến trên 7,2 tỷ đô la Mỹ, gấp 3 lần năm đầu tiên xuất siêu là 2016. Và như vậy, lần đầu tiên 2 năm liền chúng ta xuất siêu. Chúng tôi cũng thấy là rất là phấn khởi. Trong năm 2018 vừa qua, thì ngành công thương, đặc biệt là Bộ Công Thương đã có nhiều cái đổi mới và đạt được nhiều cái kết quả nổi bật. Đặc biệt là đã tập trung đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm các cái thủ tục hành chính, các điều kiện kinh doanh. Thứ hai nữa là tổng kim ngạch xuất khẩu đạt con số ấn tượng 245 tỷ đô la. Thế và những cái kết quả nổi bật của ngành công thương thì có đóng góp quan trọng vào cái sự phát triển chung của cả nước cũng như là từng địa phương. Là quốc gia có quy mô dân số đứng thứ 12, 13 trên thế giới, nhưng Việt Nam có một số ngành hàng đứng đầu thế giới về sản xuất và xuất khẩu. Nhiều mặt hàng có kim ngạch trên 10 tỷ đô la Mỹ, 29 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ đô la Mỹ. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu khu vực trong nước tăng nhanh hơn khu vực FDI. Năm 2018, lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 40 tỷ đô la Mỹ. Ngành công thương đã phối hợp rất chặt chẽ với ngành nông nghiệp, bà con nông dân, các thành phần kinh tế, các tỉnh để chúng ta thực hiện cao nhất quyết tâm của khu vực một, góp phần cho cái bức tranh chung của chúng ta. Và riêng về thương mại nông sản thì năm vừa rồi thì chúng ta đạt 40,2 tỷ USD. Chính vì thế là bộ nông nghiệp, khu vực nông nghiệp xác định rất cần một cái sự liên kết chặt chẽ hơn trong năm 2019. Xác định những khó khăn thử thách còn rất lớn để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được Quốc hội, Chính phủ giao. Năm 2019, Bộ Công Thương sẽ tập trung vào giải quyết những vấn đề được coi là điểm nghẽn, hạn chế trong phát triển của ngành. Với những nhiệm vụ trọng tâm được xác định như là tập trung vào xây dựng, hoàn thiện thể chế nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh, gắn với đó là việc tiếp tục cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, xác định trọng tâm tái cơ cấu, đẩy mạnh chất lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hiệu quả đầu tư, khả năng tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu làm tiêu chí cho quá trình này. Rà soát cân đối lại tổng thể cơ cấu các nguồn năng lượng, phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước để tiếp tục tập trung hoàn thành việc xử lý các tồn tại yếu kém của các dự án chậm tiến độ, tập trung vào đổi mới, nâng cao hiệu quả với các bộ ngành địa phương và hiệp hội doanh nghiệp để tạo sự kết nối đồng bộ hơn trong việc xử lý các vấn đề phát sinh trong thương mại quốc tế. Tập trung xử lý một cách căn bản hơn các vấn đề xuất khẩu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường nước ngoài. Thực hiện đổi mới công tác theo dõi, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các cam kết hội nhập quốc tế của Việt Nam. Tổ chức triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Sau khi được Thủ tướng phê duyệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản và bền vững hơn cho khu vực thị trường trong nước, tiếp tục làm trụ đỡ quan trọng cho tăng trưởng kinh tế những năm tiếp theo.